Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Tech Daily ngày 17 tháng 3. Chúng ta chuẩn bị đón chào smartphone thương hiệu Việt tiếp theo. Nó sẽ có tên là Vivas Lotus 2 đến từ VNPT. Những người có mặt tại một buổi họp báo mới đây của VNPT đều thấy sự hiện diện của chiếc Lotus 2 này. Được biết, VNPT là những người trực tiếp sản xuất chiếc điện thoại này chứ không ủy quyền thiết kế rồi đưa sang Trung Quốc gia công như một số mẫu điện thoại thương hiệu Việt khác. Tham vọng của VNPT với chiếc Lotus 2 đương nhiên không phải là vươn ra tầm thế giới, thậm chí họ còn không đánh vào đối tượng khách hàng trong nước, mà họ chỉ tập trung vào một vài nước châu Phi, Đông Nam Á hay Nam Mỹ khác để thăm dò và hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt ở chỗ VNPT đã nhận được sự hợp tác của Qualcomm. Cụ thể, Qualcomm sẽ cung cấp bản quyền sử dụng mọi công nghệ trên nền tảng CDMA, 3G và 4G LTE, cũng như các thiết kế tham chiếu cho các dòng sản phẩm di động với VNPT Technology. Thêm vào đó, các kỹ sư của VNPT Technology cũng sẽ được trực tiếp huấn luyện bởi Qualcomm. Có thể thấy, những trợ giúp này từ phía Qualcomm có thể giúp VNPT Technology tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển, tạo ra những kênh phân phối hiệu quả và sản phẩm có chất lượng tốt. VNPT đã từng sản xuất smartphone trước đây và đã nhận một thất bại không có gì bất ngờ. Chiếc Lotus S1 thực sự không thể nào thành công khi ra mắt vào năm 2013 với một màn hình 5 inch vi xử lý dung nhịp đạt 1GHz và RAM 512MB, bộ nhớ trong 4GB. Tuy vậy, trong lần này, VNPT Technology đã quyết tâm hơn nhiều trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa giá thành. Nếu thương vụ Lotus 2 thành công, VNPT sẽ cho triển khai một kế hoạch dài hạn để phát triển một thương hiệu smartphone Việt thuần túy trong tương lai với sự trợ giúp của Qualcomm. Trong khoảng một năm trở lại đây, chuyện smartphone phát nổ đã chẳng còn quá lạ lẫm với chúng ta. Samsung Galaxy Note 7 đương nhiên là trường hợp tiêu biểu nhất, và trên thế giới cũng đã ghi nhận những trường hợp Galaxy S7 và iPhone 7 Plus bốc cháy. Nạn nhân mới nhất cho xu hướng không lấy gì làm vui vẻ này là smartphone đã hơn 2 năm tuổi đến từ Apple, chiếc iPhone 6 Plus. Theo thông tin được ghi nhận từ Queensland, Australia, một người đàn ông đã mang chiếc iPhone 6 Plus của mình đi bảo hành. Ông dự định sẽ thay màn hình chiếc máy của mình, đồng thời tìm cách khắc phục vấn đề máy hay bị nóng và không nhận sạc pin, thỉnh thoảng còn có dấu hiệu bốc khói. Tuy vậy, khi chưa kịp làm gì thì chiếc máy của người đàn ông này đã phát nổ ngay lúc ông và chủ cửa hàng đang trao đổi. Rất may cho ông vì đã kịp thời vứt chiếc máy khỏi tay trước khi nó bốc cháy, trong khi người chủ cửa hàng đi tìm bình cứu hỏa. Màn hình của chiếc iPhone 6 Plus này đã văng ra khỏi thiết bị sau vụ nổ, khiến cho cửa hàng này phải đóng cửa cả ngày hôm đó. Phiên bản cập nhật tiếp theo của hệ điều hành Windows 10 sẽ có tên là Windows 10 Creators Update, sẽ được Microsoft công bố chính thức vào trước ngày 12 tháng 4 tới đây. Theo như một video mới nhất đến từ công ty công nghệ Mỹ, sẽ có một loạt các tính năng mới được trang bị trên bản cập nhật này. Nổi bật trong số đó phải kể tới ứng dụng Paint 3D mới, tính năng Nightlight giúp tối ưu ánh sáng, bảo vệ mắt người dùng và giao diện chuẩn UVKP của Windows Defender. Đây là những tính năng mà bạn có thể đã được trải nghiệm nếu có đăng ký chương trình Windows Insider thông qua các phiên bản Windows 10 Insider Preview. Windows 10 Creators Update cũng sẽ có mặt trên nền tảng di động. Một số tính năng nổi bật mà nó mang lại cho một chiếc điện thoại chạy Windows Mobile sẽ gồm có gỡ bỏ các cài đặt ứng dụng của nhà sản xuất có sẵn trong máy, Edge Books và những cải tiến đáng kể cho trợ lý ảo Cortana, trình bảo mật sinh trắc Windows Hello và cả hệ thống tự động chỉnh sửa chính tả AutoCorrect. Mới đây, ứng dụng có tên là Magic đã được các nhà khoa học Nga nghiên cứu và phát triển. Đây là ứng dụng có khả năng phân tích mạng lưới thần kinh trên khuôn mặt con người để nhận ra cảm xúc hiện tại của họ. Sau khi phân tích, ứng dụng sẽ tự động chèn các hình ảnh động tương đương với cảm xúc mà nó nhận diện được. Sau vài thử nghiệm ban đầu, có thể thấy ứng dụng này có khả năng nhận diện cảm xúc với độ chính xác cao lên tới 85% và tốc độ tương đối nhanh chóng. Tuy vậy, Magic mới có thể nhận diện được một số cảm xúc và cử chỉ cơ bản như buồn, giận, bất ngờ, cười và vui vẻ. Rất có thể ứng dụng này sẽ có mặt trên Facebook trong tương lai bởi Facebook đã mua lại startup Faciometrics, những người đã tạo ra Magic. Hiện nay, Magic đã có mặt trên nền tảng iOS và hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể tải về để trải nghiệm. Theo dự kiến, phiên bản dành cho Android sẽ được phát hành trong tháng 6 tới. Đó là tất cả những thông tin mà các bạn cần lưu ý trong bản tin Tech Daily ngày 17 tháng 3. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy like, comment và subscribe kênh TechMag nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.